Biển Đông đón bão số 7. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 21 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 123 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 230 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h. Đến 13 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển từ 18 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 116 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ di chuyển được 20 km. Đến 13 giờ ngày 23 tháng 10, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 370 km về phía Bắc. Sức gió vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo khu vực nguy hiểm trên biển từ 17 đến 21 độ Vĩ Bắc, từ 113 đến 117,5 độ Kinh Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ ít thay đổi. Trên biển, từ đêm ngày 21 tháng 10, vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm ngày 21 tháng 10, vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Trên đất liền, do tác động của nhiễu động gió đông trên cao, nên hôm nay, ngày 21 tháng 10, Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo từ chiều nay đến sáng ngày 23 tháng 10, khu vực Bắc và Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, từ chiều nay đến sáng ngày 23 tháng 10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng từ 70 đến 150mm, có nơi trên 250mm. Khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng và các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cụ thể, thời tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời trở lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25 đến 28 độ, phía Nam từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 25 đến 28 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ.